đang tương tác với cá lóc tự nhiên, cá lóc vây xanh ăn luôn sạn gớm. Hi, xin chào mọi người, mình là Đạt đây. Ngày hôm nay là mùng 9 Tết. Hôm nay chưa phải là ngày vía ông Thần Tài, mà hôm nay là ngày mình khai trương. Đợt này cá lóc vây xanh về chật kín nhà mình luôn rồi các bạn ơi. Các bạn lại đây, mình cho các bạn xem con cá lóc nè. Sao cái Tết này tụi cá này nó được tẩm bổ nhiều lắm hay gì mà con nào con nấy nó chập bá luôn các bạn. Bự vãi. Cá lóc vây xanh mắt đỏ mình kêu là Albino vây xanh mắt đỏ hả các bạn. Con mắt đỏ này size nó nhỏ nhưng mà màu nó rất là đậm luôn. Sẵn đây thì mình lượm luôn một cái hồ để ngắm chơi các bạn ơi. Quyết định là mình lấy cái này. Thêm một tí sàn gốm ceramic. Nuôi cá thì đừng có dùng nước máy nha các bạn. Đạt dùng nước máy nhưng mà Đạt chỉ qua đêm thì tất cả đều được hết nha, chứ không phải nước máy là không dùng được.